6% lợi nhuận của cả thị trường smartphone toàn cầu. Khi bạn nghe những báo cáo về việc doanh số iPhone sụt giảm hay Huawei vượt mặt Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới, có thể bạn sẽ không nhận ra rằng Apple vẫn rất thành công trong việc bán điện thoại hơn tất cả các đối thủ cạnh tranh như Samsung hay Huawei. Báo cáo mới nhất của Counterpoint Research cho thấy, lợi nhuận khổng lồ mà những chiếc iPhone đã đem lại cho Apple trong quý 3 năm 2019, iPhone chiếm tới 66% tổng lợi nhuận của cả thị trường smartphone toàn cầu. Samsung đứng thứ hai với chỉ 17%. Tuy nhiên không phải tất cả đều là tin tốt đối với Apple. Theo Counterpoint Research, tổng lợi nhuận của thị trường toàn cầu đã giảm 12%, xuống còn 12 tỷ đô la Mỹ trong quý 3 năm 2019. Chu kỳ đổi mới smartphone cao cấp của người dùng cũng kéo dài hơn. Điều quan trọng là Apple có những hướng đi mới đang tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, ngôi sao chính là mảng thiết bị đeo. Apple Watch và AirPods cực kỳ thành công, đang giúp Apple giảm bớt sự phụ thuộc vào việc bán iPhone. Counterpoint Research nhấn mạnh rằng ngay cả khi doanh số iPhone sụt giảm, Apple vẫn có thể thành công theo một cách phi thường.